thưa quý vị sau đây là phần tin việt nam mô hình cá chép hóa rồng ở nha trang bất ngờ bị cháy rụi chưa kịp đón xuân vào chiều hôm qua giám đốc xí nghiệp cây xanh thuộc công ty môi trường đô thị nha trang cho hay trong lúc các công nhân đang sửa chữa lại hồ phun nước nơi đặt mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng thì bức tượng bị bắt lửa và bốc cháy tại công viên yến phi của thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ông nói như sau mô hình cá chép bốc cháy sau đó được dập tắt kịp thời lửa cháy gây hư hại phần sóng nước và cá chép. Hiện nay, họ đã cho tháo gỡ mô hình này để đưa đến các nghệ nhân để được sửa chữa, để kịp trưng bày cho hội Hoa Xuân năm nay. Tuy nhiên, theo tờ báo Tuổi Trẻ ở trong nước thì mô hình cá chép đã được tháo khỏi khu vực trước đó. Nhiều người dân chứng kiến gần khu vực hội Hoa Xuân cho biết như sau, đám cháy lớn thiêu rụi toàn bộ mô hình cá chép, chỉ còn trơ lại bộ khung sắt để trang hoàng thành phố Nha Trang phục vụ cho người dân và du khách đón Tết Giáp Thìn năm 2024, chính quyền thành phố Nha Trang đã giao cho công ty môi trường đô thị Nha Trang làm chủ đầu tư, thực hiện việc trang trí điện, nước, cây hoa cảnh cũng như tiểu cảnh và trang trí hội hoa xuân. Công trình này được thực hiện với 9 tiểu cảnh lớn nhỏ với 13 mô hình rồng bằng các chất liệu và các phương cách thể hiện khác nhau đặc biệt là bức tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng khiến cho nhiều người thích thú khi bên dưới bức tượng là cá chép vàng đang vượt lên trên, ngay phần đỉnh tượng là hình một chú rồng. Nông sản xuất cản của Việt Nam đối mặt với tình trạng bị kiểm tra ngặt nghèo tại nhiều nước. Nhiều mặt hàng nông sản xuất cản của Việt Nam đi các nước đang bị kiểm tra ngặt nghèo hoặc bị từ chối vì dư lượng quá chất. Giang phòng Thương mại Việt Nam tại Bỉ và Liên Âu mới đây đã nhấn mạnh đến những quy định mới của Liên Âu áp đặt việc kiểm tra ở biên giới thường xuyên đối với một số mặt hàng bao gồm ớt chuông, sầu riêng và thanh long. Vào năm 2023, Liên Âu đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng hàng nông sản nhập cảnh của Việt Nam vì phát hiện dư lượng quá chất quá mức và nắm mốc. Tương tự vào tháng 12 vừa qua, Nhật Bản cũng phát hiện tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật với các lô sầu riêng và ớt đông lạnh nhập từ Việt Nam. Các lô hàng này đã bị tiêu hủy. Các nước như Trung Quốc và Nam Hàn cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với một loạt các mặt hàng nông sản đến từ Việt Nam. Theo truyền thông nhà nước, sẽ phải mất một thời gian khá dài và nhiều nỗ lực để hàng nông sản Việt Nam có thể đáp ứng được các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt của thế giới. Số tiền mà chính phủ Việt Nam thu hồi từ các tài sản tham nhũng lên tới mức cao nhất từ trước cho tới nay và con số đó là hơn 819 triệu Mỹ kim. Tại buổi họp báo định kỳ diễn ra vào ngày 30 tháng 1, đại diện của Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam cho hay, trong năm 2013 đã có hơn 819 triệu Mỹ kim từ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng về kinh tế, tăng cao hơn 184 triệu Mỹ kim so với năm 2022. Cụ thể, đại diện của Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam cho biết như sau, số vụ thu giữ và số tiền thu được đều tăng lên. Và kết quả các vụ thi hành án năm 2023 cũng đạt tới mức cao nhất từ trước cho tới nay với hơn 575.000 vụ và thu được hơn 3 tỷ 600 triệu Mỹ Kim. Đại diện của Bộ Tư pháp Việt Nam không nêu rõ số tiền thu hồi của từng vụ án, Tuy nhiên, theo giới truyền thông của Việt Nam, tính đến tháng 7 năm ngoái thì số tiền thu hồi từ vụ án chuyến bay giải cứu được hơn 7 triệu 350 ngàn Mỹ Kim. Chưa kể các vụ đại án khác như là Việt Á, rồi vụ án tại các trung tâm đăng kiểm và hàng loạt các vụ án vi phạm trong việc quản lý cũng như sử dụng đất vàng tại nhiều địa phương. Đại diện của Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam còn cho biết thêm, trong năm 2023, các đấu giá viên đã thực hiện gần 42.000 vụ đấu giá thành công, thu được hơn 23 tỷ 300 triệu Mỹ kim, vượt hơn 4 tỷ 100 triệu Mỹ kim so với giá khởi điểm. Tổng thống Philippines gặp ông Phạm Nhật Vượng bàn chuyện sản xuất xe điện. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines đã có cuộc gặp riêng với ông Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo tập đoàn VinGroup. Tại cuộc gặp, Chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng đã giới thiệu với tổng thống Ferdinand Marcos Jr về các công ty trong hệ sinh thái VinGroup đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines. Bên cạnh việc kinh doanh xe điện, chủ tịch VinGroup cũng trình bày triển vọng hợp tác phát triển các dịch vụ công cộng như xe buýt, taxi, đào tạo sinh viên chuyên ngành AI và y khoa. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết VinGroup rất nổi tiếng ở Philippines. Có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và pin. Tổng thống Philippines cũng khẳng định chính phủ nước này đang đẩy mạnh việc cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch tập đoàn VinGroup hứa sẽ giao cho các công ty thuộc tập đoàn kết nối với các đối tác, cơ quan liên quan của Philippines để xúc tiến việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư. Nhiều người nước ngoài bị phạt lỗi vi phạm luật giao thông tại thành phố Hội An ở Đà Nẵng. Trao đổi với tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào ngày hôm qua, Chưa Giám đốc Công an thành phố Hội An cho hay, Cảnh sát giao thông và các nhóm công tác đang gia tăng việc tuần tra, xử phạt cương quyết đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong số đó, có hàng chục người mang quốc tịch nước ngoài đến sinh sống và làm việc cũng như du lịch tại thành phố Hội An. Tình trạng người nước ngoài tới Đà Nẵng và Hội An du lịch sinh sống rồi dùng xe gắn máy di chuyển trên đường phố khi mà đầu của họ không đội ngũ bảo hiểm đang khá phổ biến. Hình ảnh này đã gây ra nhiều sự bất bình cho người đi đường, nhưng phần lớn người Việt Nam chỉ biết lắc đầu thay vì góp ý hoặc là nhắc nhở. Một người úc có tên là Christian đang sinh sống tại Hội An nói rằng đa số người nước ngoài khi tới Việt Nam đều lạ lẫm với việc di chuyển bằng xe gắn máy. Tuy nhiên, cũng có một số người, phần lớn là nam thanh niên khi tới Việt Nam, cũng suy nghĩ rằng cảnh sát Việt Nam sẽ không xử phạt họ. Giới hữu trách địa phương cho hay, trước việc có nhiều người nước ngoài đi xe gắn máy nhưng lại không chấp hành luật giao thông, thì cảnh sát của thành phố Hội An đã chỉ thị cho các lực lượng gia tăng việc tuần tra, để xử phạt nghiêm không có ngoại lệ. Cảnh sát giao thông tại đây đã chốt chặn trên các trục đường và mời những người có dấu hiệu vi phạm vào làm việc. Cảnh sát cũng đo nồng độ cồn đối với những người có dấu hiệu sử dụng rượu, bia. Không chỉ người nước ngoài di chuyển trên đường phố, cảnh sát của thành phố Hội An còn kiểm tra và xử phạt cả các cơ sở, các chủ xe làm dịch vụ giao xe cho khách không có đủ điều kiện. Gần 2 tuần trước Tết Giáp Thình 2024, nhiều đường tại Hà Nội và Sài Gòn trở nên đông đúc, thường xuyên kẹt xe dù không phải là giờ cao điểm. Tại Hà Nội, tình trạng đông đúc trên các tuyến đường xảy ra gần một tuần qua, đặc biệt là hướng ra nội đô. Đường Vành Đai 2, đoạn qua nút giao ngã tư sở, quận Thanh Xuân, gần như không lúc nào còn chỗ trống cả, ở trên cao và dưới thấp. Một xe cấp cứu lọt thỏm trong dòng xe kẹt phải liên tục hú còi để xin đường, nhưng bất lực. Trên phố Trường Chinh, quận Đống Đa, cả xe máy, xe hơi lấn làng khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn, kẹt xe kéo dài khoảng 800 mét. Theo tiến sĩ Phan Lê Bình, giảng viên chương trình kỹ thuật xây dựng trường Đại học Việt Nhật Hà Nội, ngày thường đường phố Hà Nội vẫn thường kẹt xe, song tình trạng này những ngày cuối năm căng thẳng hơn do nhu cầu đi lại mua sắm, tặng quà của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều xe chở hàng hóa Tết cồng kềnh, đồ phục vụ Tết bán trên dĩa hè, xe đổ dưới lòng đường vân vân cũng góp phần khiến cho kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn. Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại nhiều tuyến đường trung tâm Sài Gòn như Điện Biên Phủ, quận 3, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và Hai Bà Trưng, quận 1. Hãng tin Nikkei Asia trên những nguồn tin thân cận cho biết rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị rót vốn vào lĩnh vực chip điện tử của Việt Nam để giữ vững chuỗi cung ứng trên toàn thế giới mà Hoa Kỳ đang xây dựng ông Jose W. Fernandez là Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ phụ trách về vấn đề năng lượng. Gia tăng trưởng kinh tế và môi trường nói rằng Hoa Kỳ đang nhắm đến 7 quốc gia để đầu tư liên quan tới đạo luật mang tên là CHIPS. Trong đó, 500 triệu Mỹ Kim sẽ được sử dụng để cải thiện khả năng huấn luyện để tạo ra chất bán dẫn điện tử, an ninh trên mạng Internet và môi trường kinh doanh trên toàn cầu. Việc phân bổ số tiền viện trợ dự kiến diễn ra trong tháng 2 này Dựa trên cuộc khảo sát nhu cầu của các công ty Việt Nam để xem họ cần gì để phát triển ngành chợ điện tử bán dẫn, thí dụ như huấn luyện. Thứ trưởng của Hoa Kỳ cũng nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu danh sách mà chúng tôi nghĩ đến. Việt Nam nên hành động trước khi quá muộn để thu hút sự đầu tư từ các ngành công nghiệp quan trọng như là năng lượng sạch và khoáng sản có thể sử dụng cho loại xe chạy bằng điện và pin trong khi đó, hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin từ các viên chức cao cấp cho biết rằng có tới 15 công ty của Hoa Kỳ, bao gồm các công ty chất bán dẫn điện tử, muốn đưa 8 tỷ Mỹ Kim vào hạ tầng cơ sở năng lượng sạch tại Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ hợp tác ủng hộ cho Việt Nam thực hiện mục tiêu của họ với ngành công nghiệp bán dẫn điện tử. Một trong số đó là huấn luyện được 50.000 kỹ sư cho ngành này. Thứ trưởng của Hoa Kỳ là ông Jose W. Fernandez đang có chuyến công du tới ba quốc gia tại châu Á, trong đó Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên, sau đó ông sẽ tới Philippines và Nam Hàn. Chuyến đi của ông Fernandez tại Việt Nam là một phần trong kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hồi tháng 9 năm ngoái khi hai quốc gia này chính thức nâng cấp mối quan hệ. Vào ngày 29 tháng 1, Cảnh sát của bang Nam Australia cho rằng các du học sinh Việt Nam mất tích tại thành phố Adelaide đang trốn tránh cơ quan hữu trách. Theo báo Daily Mail, người phát ngôn của cảnh sát bang Nam Australia khẳng định các thiếu niên này đang chạy trốn và chủ động trốn tránh chính quyền. Tất cả các manh mối điều tra chỉ ra một số thiếu niên trong đó có thể đã đi đến bang khác và hiện đang ở đó. Hiện không có dấu hiệu trong bất kỳ cuộc điều tra nào cho thấy các thiếu niên này đang gặp nguy hiểm và các em có vẻ đang chủ động trốn tránh cảnh sát. Cảnh sát của bang Nam Australia sẽ tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp liên bang và cảnh sát liên bang Australia để xác định vị trí của các em này. Cảnh sát tiểu bang Nam Australia cũng nói họ đã liên lạc với gia đình các học sinh ở Việt Nam và các gia đình không cho thấy họ lo ngại về an toàn của con em mình. Trước đó vào ngày 8 tháng 1, du học sinh Sunny Nguyễn 17 tuổi, được gia đình người giám hộ tại thành phố Adelaide, bang Nam Australia phát hiện Sunny đã mất tích sau khi ăn tối. Điện thoại của Sunny tắt máy và các tài khoản mạng xã hội cũng đều ngừng hoạt động. Trước sự việc của Sunny, chính quyền Australia cũng đang điều tra vụ việc ba du học sinh khác đến từ Việt Nam được báo cáo mất tích từ tháng 12 2023 cho đến tháng 1 2024. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng mạnh trong tháng đầu năm nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Cộng sản Việt Nam thì vốn FDI mới nhất tăng mạnh tháng đầu năm nay do số lượng dự án mới tăng hơn 24% và xuất hiện dự án có quy mô lớn đó là dự án khu đô thị mới tại Hà Nội với tổng số vốn đầu tư lên tới 662 triệu Mỹ Kim. Ngành kinh doanh bất động sản cũng dẫn đầu về việc thu hút vốn trong tháng 1 đạt trên 1 tỷ 270 triệu Mỹ Kim, chiếm hơn một nửa, tức là vào khoảng 53.9% tổng số vốn đầu tư và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ nhì là công ngành công nghiệp chế biến với gần 926 triệu Mỹ Kim, tức là chiếm 39.2%. Các ngành nhận nhiều vốn đầu tư tiếp theo đó là ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và buôn bán lẻ. Có 39 quốc gia và các vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong tháng này. Singapore dẫn đầu với hơn 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim, chiếm 59.5%, tăng 72.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản đứng thứ nhì khi đưa vào Việt Nam gần 297 triệu Mỹ Kim, chiếm 12.6% tổng số vốn đầu tư và cao hơn gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Samoa, rồi Trung Cộng và Hồng Kông. Trong năm 2023, tổng số vốn FDI rót vào Việt Nam đạt kỷ lục là con số 36 tỷ 600 triệu Mỹ Kim, tức là tăng 32% so với năm 2022. Trong đó, vốn mới tăng 62.2%, tức là lên tới hơn 20 tỷ Mỹ Kim. Theo dự báo của hãng dữ liệu Y Research, thì nguồn vốn FDI năm nay vẫn duy trì ở mức cao, thế nhưng có thể chịu áp lực khi mà áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, có hiệu lực từ đầu năm nay. Phố bán đồ trang trí Tết lớn nhất Sài Gòn đông nghẹt khách Sau vài tuần đầu tháng 1 kinh doanh ế ẩm, những ngày gần đây, phố bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, thành phố Sài Gòn đã trở nên sôi động hẳn khi người dân bắt đầu đi mua sắm Tết theo ghi nhận, dọc theo con đường Hải Thượng Lạng Ông, một dãy màu đỏ rực của những đèn lồng hoa giấy xen lẫn với màu vàng ống của những đồ trang trí Tết. Nổi bật trong số đồ trang trí năm nay là những sản phẩm liên quan đến rồng, linh vật của năm Giáp Thìn 2024 với đủ loại kích cỡ, màu sắc rất bắt mắt. Đặc biệt khu phố này đông khách từ chiều cho đến tối. Bên cạnh người đi mua sắm còn có rất nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, một số chủ cửa hàng cho biết dù lượng khách có đông nhưng người mua lại ít hơn so với cùng thời điểm của năm trước. Theo anh Lâm, một người bán hàng ở đây có thể do kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu, lượng hàng bán ra cũng không nhiều như những năm trước. Khách chủ yếu mua đèn lồng và các sản phẩm trang trí có hình rồng vì năm nay là năm giáp thình.